Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Mình là Bảo nè. Và hôm nay sẽ là phần đầu tiên của cái chủ đề mình vừa mới nghĩ ra. Cái đề nữ tính. Đó là mình chưa sẵn sàng làm mẹ. Phần đầu tiên có tên là Mèo bị bệnh. Mình kể cho mọi người nghe. Thì tầm một tuần trước á, cái hôm đó tự nhiên cái mình ngủ dậy xong mình mở cửa cho mèo ra ngoài. Thế là mèo nó ho khụ 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 khụ, vẫn chạy được nha, nhưng mà kiểu vừa ho vừa thở phi phi phi. Nếu như mà các bạn có người thân hay bạn bè gì đó bị hen suyễn thì các bạn có thể tưởng tượng ra được. Thì nó vừa chạy vừa thở phi 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 phi. Xong rồi mình đưa bé đi khám bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y nói là bé bị hen rồi, nên là tiêm thuốc cho bé về giữ nè. Đầu tiên là phải giữ ấm, cho bé ăn uống đủ chất và phải tập luyện, tăng cường thể dục thể thao từ cái cường độ thấp tới cường độ cao, nói chung là từ nhẹ nhẹ xong rồi lên nặng nặng một tí, tại vì sức khỏe của bé khá là yếu. Nhưng mà đâu phải là mình không cho bé ăn uống gì đâu, mà là một lý do gì đó, có thể là chuyện tâm linh hay gì đó mình không biết, bé cực kỳ kén ăn luôn. Ngày bé chỉ ăn có một bữa là, mà mọi người tưởng tượng đi, từ 10kg mà xuống còn có 6kg thì biết là bé ăn ít như thế nào rồi. Sau đó mình về nhà cũng mua pate rồi cho bé ăn vậy đó. Nhưng mà bé không chịu ăn, hoặc là ăn thì ăn rất là ít. Đó là ngày đầu tiên. Tới ngày thứ hai á, mình phát hiện ra bé bị bệnh biến ăn. Em trai của mình nó muốn mua xúc xích với lại thịt bò về trộn cơm cho bé ăn. Thì bé ăn hết xúc xích, bé ăn hết thịt bò trừ cơm lại. Mình mới đặt tên cho bé cái căn bệnh này gọi là bệnh biến ăn đồ dở, chỉ thích ăn đồ ngon. Thì mình nghĩ mọi chuyện nó chỉ như vậy thôi, có nghĩa là đã tiêm thuốc rồi, bé khá khỏe mạnh rồi, bây giờ cũng chạy nhảy là được rồi. Chỉ có điều lâu lâu sẽ hơi khò khè một tí, thì bác sĩ có nói là tình trạng này thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra rồi, nhưng mà nó sẽ qua thôi. Ai ngờ đâu mấy hôm nay bé ở nhà nha, uống nước cực kỳ nhiều, người thì mệt, tay chân lúc nào cũng run cầm cập, thỉnh thoảng sẽ thở bằng miệng và không ăn cái gì hết. Cái mình mới hoảng hốt, hôm nay mình được nghỉ nè, mình chở bé đi khám bệnh. Bác sĩ mới phát hiện ra là bé bị viêm quá nặng. Nhưng mà tại sao nặng thì cũng không tưởng tượng ra được, tại vì bữa giờ bé chỉ ở nhà đắp mền, sau đó là ăn uống vậy thôi. Rồi bác sĩ còn phát hiện ra là bé có khả năng bị viêm ruột nữa. Mình đã để bé ở lại để có thể khám và chữa bệnh. Nói chung là dưới bác sĩ dù sao họ cũng có khả năng chăm lo và quan sát tốt hơn là mình. Mình ở nhà thì mình cũng chỉ có thể cho bé ăn uống thôi. Và nếu như vô tình mà có thể vô tình mà chuyện gì đó không may xảy ra giữa đêm ấy, thì có bác sĩ bên cạnh sẽ tốt hơn. Mình kể cho mọi người nghe, bữa giờ lúc mà đi thăm khám bệnh cho bé thì tiền thuốc một ngày như vậy bình quân sẽ từ 100 đến 120. Rồi tiền mua thêm đồ ăn ở ngoài, tại vì bình thường là bé sẽ ăn thịt cá, nhưng mà đây là mua thêm đồ ăn ở ngoài. Chưa kể tới mua chế dinh dưỡng cho bé mà bé cũng không ăn. Rồi những cái xét nghiệm này kia thì có nghĩa là chỉ cần một đợt bệnh của bé thôi là đã đi tiêu tốn một mình một khoản kha khá rồi. Đó là một mèo nha, mèo là một bé cún. Xin lỗi mọi người, nãy giờ mình quên nói mất, mèo là một bé cún. Thì các bạn hãy tưởng tượng đi, viết lập gia đình rồi mình sinh con nha, mà bệnh của người nó sẽ nhiều hơn, và cái tần suất mà em bé nó bị bệnh á, mình nghe mẹ mình nói là tần suất em bé bị bệnh rất là nhiều, kiểu bệnh vặt á, trời lạnh cũng bệnh mà trời nắng cũng bệnh, rồi ho sốt phát ban, rồi đỡ quay bị, rất là nhiều loại bệnh khác nhau nữa. Vừa lo về kinh tế, vừa lo về tinh thần, tại vì mèo dù sao thì mình cũng là nhận nuôi về, bé chỉ ở chung với mình mà tình cảm như vậy thì cái đứa con mà mình dứt ruột mình đẻ ra nó phải như thế nào đi chăng nữa. Cái lúc mà mình nhìn thấy mèo nè, thấy mấy con mèo nhỏ của mình nữa nó bị bệnh đó, là mình nghĩ ôi thôi Bảo ơi, nhà đi Bảo ơi, nhà mẹ nuôi Bảo ơi, làm cái gì đâu mà. Với lại mình cũng chắc chắn, mình tự tin luôn, mình có thể khẳng định, có thể tự tin 100% ngẩng cao đầu mà nói với mọi người là mình chưa đủ khả năng để nuôi con nuôi cái và chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình. Thì nếu như mà mình nghĩ nha, nếu như mọi người, một bạn nào đó có ý định mà muốn sinh con, hay là muốn tiến tới hôn nhân, hay là kiểu muốn thử một tí cảm giác lúc còn đang độc thân mà để mình thử cảm giác là có con có cái sau này đỡ bỡ ngỡ, thì các bạn nên nuôi một bé cún hay bé mèo gì đó, tùy vào khả năng của mọi người thôi, để mình có thể đỡ bỡ ngỡ. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video sành xí hôm nay của mình.
Mong mọi người đã có những phút giây thư giãn thật là vui vẻ, và cảm ơn tất cả các bạn nha.